Thành cổ tinh tuyệt, chương 11, Hắc Phong Cầu, Dã Nhân Cầu. Tàu xuất phát lúc 2 giờ chiều hôm sau, chúng tôi hồi hộp, thao thức suốt đêm. Tôi mới hỏi Tuyển Béo xem tổng cộng còn bao nhiêu tiền. Tuyển Béo đếm một lúc, rồi bảo vẫn còn 150. Chút tiền này cũng đủ tiền ăn và lộ phí quay về. Tôi nghĩ một lúc, thấy như vậy không được. Hai chúng tôi mười mấy năm không quay về đó, mà người không thăm bà con, thật không phải chút nào. Phải nghĩ cách gì kiếm ít tiền, mua quà cho bà con mới được. Tuyển Béo nói, hay là cứ bắn quách miếng ngọc của cậu ta, lấy 1.000 hay 800 gì cũng được. Tôi liền bảo, cậu cứ giữ lại đi, tiền sư nhà cậu, hơi tí đã nhằm nhè cái món ông bố để lại. Bán đi rồi là không lấy lại được đâu, rồi có lúc hối cũng không kịp đấy. Cuối cùng tôi cũng tìm ra thứ đáng tiền một chút. Tôi có cái đồng hồ cơ hiệu Eagle, là mẫu hàng giới hạn sản xuất, cung cấp có định mức. Có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Giá thị trường hồi bấy giờ cũng phải hơn 100 tệ. Tôi mới đến Phan Gia Viên bán đồng hồ cho tên răng vàng. Thằng cha này cái gì cũng mua sắt. Vừa mới nghe thấy bảo chúng tôi sắp đi Nội Mông, nó còn tài trợ cho bọn tôi 100 tệ, và hẹn với bọn tôi khi tìm được đồ sẽ để nó liên lạc với bên mua. Những năm 80, 300 tệ đó đủ cho một gia đình phổ thông sống xa xỉ độ 2-3 tháng, là một số tiền rất lớn. Cầm 300 tệ này, tôi đi mua khá nhiều đồ ăn, mấy loại như mứt kẹo sữa, đồ hộp, sô-cô-la hay là trà, những thứ ở vùng núi người ta hiếm khi được ăn. Còn lại bao nhiêu tiền thì đổi hết sang phiếu lương thực toàn quốc ở chợ đen. Hành trình 2 ngày 2 đêm trong tâm trạng tràn trề, mong đợi, rõ ràng là có chút rầm rề chậm chạp. Đến ga lại còn phải ngồi xe kéo 1 ngày, sau đó đi đường núi thêm 1 ngày 1 đêm nữa. Chúng tôi đi vào trong núi, chưa được 1 ngày đã không tài nào cất chân lên nổi nữa. Đồ mang theo quá nặng, mỗi người gần như phải chịu đến hơn 50 cân. Tôi cố nghiến răng thì cũng vẫn gắng gượng được, nhưng Tuyển Béo thì quả thực không đi nổi nữa. Ngồi dưới gốc cây to, thở hổn hển, nói không ra hơi. Cũng may gặp được một tay kế toán trong làng ra ngoài làm việc. Hồi bọn tôi tới đây lao động, nó mới là một thằng chống choai, cả ngày léo đéo sau mông chúng tôi chơi đùa, mở miệng ra là gọi anh Nhất, anh Tuyển Béo. Kế toán thấy chúng tôi mang theo nhiều hành lý, vội chạy về làng gọi mấy người dắt lửa ra đón. Những người có tuổi, bọn tôi đều quen cả, còn hai con bé 12, 13 tuổi kia, chắc sau khi chúng tôi rời đi mới ra đời. Cả hai đều gọi chúng tôi bằng chú, tôi nghe mà thấy cứ ngượng nghịu cả người. Tôi mới hỏi kế toán, sao trong làng không thấy anh em đàn ông đàn an nhỉ? Kế toán đáp lời, những người có sức khỏe trong làng đều đi theo đoàn khảo cổ làm việc rồi. Sau cái vụ động đất lớn ở Đường Sơn hồi năm 76 ấy, tùy chỗ ấy cách bọn em ở đây 108.000 dặm, nhưng cũng thuộc giải địa chấn. Động đất làm cả quả núi Tim Châu trong lạt Ma Câu tách ra, bên trong có nguyên một ngôi mộ lớn như tòa cung điện ấy. Mấy người bạo gan trong làng đều chạy vào đó quân đổ ra. Cái chỗ ấy đổ tốt ngập lên tận đầu ấy chứ. Kết quả chẳng hiểu sao lại đến tay chính quyền huyện, đoàn khảo cổ cũng theo tới luôn. Thấy bảo đó là lăng mộ của bà Tiêu Thái Hậu nước Đại Liêu, còn gom hết đồ tốt trong nhà mọi người mang đi, không cho giữ lại thứ nào. Đội khảo cổ cũng không bỏ qua mấy thứ trong núi Tim Châu, hình như bảo bên dưới còn có nhiều đồ tốt có thể đào lên. Vậy là họ thuê dân lao động trong làng đi làm hết, được ăn được uống no nê, lại còn trả 1 ngày 3 tệ. Cứ làm thế đến mấy năm rồi vẫn chưa xong, bao nhiêu người vẫn ở trong đó làm đấy. Tôi với Tuyển Béo nghe vậy suýt học máu mồm. Đúng là dám động thổ trên đầu Thái Tuế rồi, cả Phật gia mà cũng vỗ mông không từ. Nhưng cũng hết cách, không thể tranh địa bàn với đoàn khảo cổ cục văn vật ấy được. Đã đến rồi thì cứ ở lại chơi vài ngày rồi tính tiếp. Lúc về nghĩ cách kiếm chỗ khác cũng được. Dù gì thì mộ cổ lớn có phải chỉ có mỗi một ngôi ở núi Tim Châu đâu. Lúc sắp về tới làng, bà con biết tin đều đứng đợi trước cửa. Mọi người xuống xít cả lại, ân cần hỏi thăm. Yến Tử dắt theo con gái, vừa khóc vừa nói, ôi, ôi trời ơi, anh Nhất, anh Tuyển Béo, chúng tôi nhớ các anh chết mất, sau đi bao nhiêu năm như vậy mà chẳng thứ tư gì. Bố Yến Tử ôm chặt lấy bọn tôi, hai cái thằng ranh này, biến là biến mất tâm mất tích,
Đợt này mà không ở lại 2-3 năm, tao chẳng cho thằng nào đi đâu hết. Tôi và Tuyển Béo đều khóc. Tuyển Béo ở đây những 6-7 năm, còn tôi thì ở có 1 năm. Nhưng người dân nơi đây thật thà chất phác. Anh sống ở đây, mọi người sẽ mãi mãi coi anh như người thân. Nơi đây vẫn như trước kia, chẳng có gì thay đổi. Không có điện, không có đường quốc lộ, không biết người cả đời vẫn chưa tìm thấy đèn điện như thế nào. Tôi càng nghĩ càng thấy buồn, thầm nhủ đợi khi có tiền, nhất định sẽ xây một con đường lớn cho dân làng. Nhưng đến khi nào bọn tôi mới có tiền đây? Lúc này, ông bí thư chi ủy trong làng cũng được dìu tới. Chưa đến nơi đã nói vào: những đứa con của chủ tịch quay lại rồi sao? Chủ tịch hiện giờ thế nào rồi? Đài cách mạng văn hóa làm tới đâu rồi? Tôi nghe mà thấy dầu dĩ. Ông chủ tịch giờ có khỏe không? Tôi biết làm sao được. Tôi vội chạy đến đỡ cánh tay của ông già. Chủ tịch vẫn khỏe ạ. Giờ ngày nào cụ cũng nằm trong nhà tưởng niệm. Và con ai nhớ cụ, mua vé là có thể vào thăm cụ thôi. À mà đúng rồi, cách mạng văn hóa đã kết thúc từ lâu rồi ông ạ. Giờ đồng chí Tiểu Bình đang lãnh đạo mọi người cải cách mở cửa đấy. Ông già hình như không nghe thấy tôi nói gì, kéo dài giọng hỏi lớn: sao, đồng chí Tiểu Minh làm gì hả? Yến Tử đứng bên cạnh nhắc tôi: đừng nghe ông cụ nói nữa. Cũng chẳng biết làm sao, 573 ông cụ điếc luôn, chẳng nghe rõ gì, lại còn lẩm cẩm nữa. Giờ tôi mới hiểu, hóa ra là như vậy. Tôi nói to vào tai ông: bí thư chi ủy ơi, con mang cho cụ nhiều đồ ăn ngon lắm, lát con đưa cụ, cụ để ăn dần nhá. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, thoát cái đã vào làng. Ông bí thư chi ủy còn nói lớn phía sau: các con ơi, chúng mày có về thì nhớ báo cáo với cụ chủ tịch. Làng chúng ta kiên quyết ủng hộ công cuộc đại cách mạng văn hóa, giai cấp vô sản. À, phải làm thế nào thì cứ làm thế. Buổi tối, chiếc bàn con đặt trên giường đất nhà Yến Tử, đầy ga rừng sao, đuổi nai hun khói. Giữa bàn con đặt nồi canh dưa thịt lớn. Chồng của Yến Tử trước kia cũng quen biết với chúng tôi cả. Bận này anh chàng làm việc ở núi Tim Châu, tạm thời chưa gặp được. Bố Yến Tử ngồi với chúng tôi uống rượu tán chuyện. Ông nhắc đến ngôi mộ cổ ở núi Tim Châu, rồi tiện hỏi luôn ông xem trong dãy núi lớn này còn mộ quý tộc thời xưa hay không. Từ xưa đến giờ, người vùng cao luôn cho trộm mộ là một nghề làm thêm, không hề có vấn đề đạo đức gì ở đây hết. Miền Bắc là như vậy, vùng tương tây miền Nam còn coi cướp của giết người là nghề phụ. Người dân nơi ấy ban ngày làm nông, đến tối làm cướp, ẩn náu trong rừng, chuyên giết khách buôn tỉnh ngoài đi qua đấy. Xưa nay chưa từng để ai sống sót trở về. Đó cũng là do hoàn cảnh sinh tồn của cả trăm ngàn năm dồn ép. Gần núi nhiều củi đốt, gần sông lắm cá ăn, ở nơi sơn thủy tận cùng thì ăn mộ cổ, ăn những kẻ qua đường. Chỉ cần chung quanh có mộ cổ, thế nào cũng có người đến quật lên. Ở miền biên viễn, phép vua thua lệ lạc. Tùy những lẽ ấy đứng ở góc độ pháp luật mà xét thì chẳng ai có thể biện bạch cho thông. Mộ cổ ở đây phần lớn niên đại lâu đời, trải qua bao cuộc bể dâu, sớm đã không còn dấu hiệu gì rõ rệt. Nếu không bị người dân đào sạch từ lâu rồi. Bố Yến Tử kể rằng rất lâu về trước, hồi còn chưa giải phóng ấy, làng này cũng từng có vài tay trộm mộ nghiệp xưa. Hồi ấy còn chưa biết núi Tim Châu có mộ. Bọn họ tìm tới được một nơi nhắc dưới trong truyền thuyết đào mộ lấy vàng. Kết quả chẳng hiểu gặp phải cái gì, tất cả đều có đi mà không có về. Chú của Yến Tử chính là một trong số đó. Nơi được nhắc đến trong truyền thuyết ấy, bố Yến Tử cũng biết vị trí đại khái của nó, nhưng trước giờ đều không dám đến. Nhắc đến chuyện xưa, ông cụ đắm mình trong dòng hồi ức, châm điếu thuốc ia bù lì, bập bập môi hút mấy hơi, trầm tư một lúc lâu mới cất tiếng: chúng bay định đi tìm mộ cổ gần khu này, ngoài núi Tim Châu ra chẳng còn đâu. Nhưng nghe các cụ kể, từ đây đi theo hướng bắc, băng qua rừng Đoàn Sơn, tiến vào núi, đi 5 ngày đường, ở Hắc Phong Khẩu, giáp biên giới Trung Mông có dã nhân công. Tương truyền nơi ấy toàn là lăng mộ của vương công quý tộc nước Kim. Có điều nơi ấy vắng người, lại có người rừng lui tới, chúng bay liệu có gan đi không? Cái tên dã nhân câu ngày xưa tôi cũng từng nghe nói, nhưng chưa từng nghe bảo ở đó có mộ cổ. Nhóm trộm mộ lần đó rốt cuộc bị hại bởi thứ gì? Đừng nói tôi và bố Yến Tử không biết, mà cả cái làng này cũng tịnh chẳng ai hay. Trong rừng sâu núi thẳm nguy hiểm quả thực rất nhiều,
các loại mãnh thú, thậm chí cả thời tiết thay đổi, môi trường tự nhiên đều có thể lấy đi tính mạng người ta. Nếu đụng phải vũng lầy, sảy chân xa xuống đất, thì dẫu có là thần Phật cũng chẳng thể thoát được đâu. Chúng tôi quyết chí đi tìm, Bố Yến Tử cũng càn không nổi. Trong làng chưa một ai thực sự từng tới giã nhân câu ở Hắc Phong Khẩu cả, mà chỉ biết vị trí đại khái thôi, vì nơi ấy giáp biên giới cũng không có người sinh sống. Dân làng dẫu vào núi săn bắt hay kiếm lâm sản cũng chẳng thể đi xa đến vậy. Cộng với Bố Yến Tử đã có tuổi rồi, lại mắc bệnh thấp khớp nên không thể lên núi được nữa. Yến Tử bây giờ lại đang mang thai cháu thứ hai, cũng không thể đi xa được. Thanh niên trai tráng trong làng đều đến làm việc ở Khe Lạt Ma, trong quãng thời gian ngắn chắc là không về. Bố Yến Tử nói: "Tao không đích thân dẫn chúng bay đi, trước sau cứ thấy không yên tâm. Thực ra dã nhân câu nguy hiểm không phải ở người rừng, mà chính ở cái địa hình nó phức tạp. Vừa đến mùa đông là có bão tuyết, vào đó rất dễ lạc được. Có điều là giờ đầu thu, không cần phải lo chuyện này. Chúng bay có đi thì nhất định phải đem theo mấy con chó tốt, lại phải tìm người dẫn đường giỏi. Làng mình mấy năm nay có nuôi mấy con chó ngao, bận này cho chúng bay mang đi hết. Chó ngao không phải chỉ riêng chó ngao Tây Tạng, ở vùng Đông Bắc người ta cũng gọi loại chó dữ có thể hình to lớn là chó ngao, không hoàn toàn giống với chó ngao Tây Tạng. Những dân chăn nuôi, dân bắt sống trong thảo nguyên rừng sâu miền Bắc hay bị lũ dã thú như sói đàn và gấu đen uy hiếp, dựa vào chó săn thông thường thì rất khó đối phó. Họ bèn học theo cách nuôi ngao ở Tây Tạng mà nuôi chó ngao. Tục ngữ có câu 9 chó 1 ngao, ý câu ấy không phải là bảo trong 9 con chó sẽ cho ra được một con ngao, phải là chó mẹ có giống tốt đẻ ra một lứa 9 con, đem 9 con chó con ấy nhốt xuống dưới hầm đất từ khi còn đỏ hòn, không cho ăn uống để chúng tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng con chó duy nhất sống sót chính là ngao. Chó ngao bản tính dũng mãnh vô cùng, 3 con chó ngao đủ để xé tan xác một con gấu người trưởng thành. Cả làng tổng cộng có 3 con chó ngao, cộng thêm 5 con chó săn tốt nhất, tất cả còn giao cho chúng tôi. Bố Yến Tử lại giới thiệu cho chúng tôi một người dẫn đường tên là Anh Tử. Anh Tử thì mới 19 tuổi thôi, là người Ngạc Luân Xuân, một dân tộc rất ít gặp. Trong lớp thợ săn trẻ của làng, không ai xuất sắc được hơn Anh Tử. Cô là tay thần súng nổi tiếng trong vùng, chớ thấy cô còn trẻ mà coi thường. Từ nhỏ Anh Tử đã theo cha vào rừng đi săn, trong rừng không có chuyện gì là cô không biết. 3 con chó ngao trong làng thì có đến 2 con là do đích thân Anh Tử nuôi nấng. Trước khi xuất phát, tôi lại nhờ Yến Tử giúp chuẩn bị một số thứ như là lồng chim, gạo nếp, móng lửa đen, xà beng, một thùng giấm to và rượu trắng. Sau khi thu xếp xong xuôi, Bố Yến Tử cứ dặn đi dặn lại, quả thực không tìm thấy thì đừng miễn cưỡng đi. Đi sớm về sớm, rồi tiễn chúng tôi ra tận khu đoàn sơn mới quay về. Tôi tương đối tự tin mình có thể tìm ra mộ cổ, chỉ cần đến được giã nhân câu, không có mộ thì đành chịu. Còn nếu có thật, tôi nhất định tìm được. Chuyện đào mộ trộm mả này, tôi học được một ít từ sách vở, còn phần nhiều là hồi trước nghe ông nội kể. Ông nội tôi, Hồ Quốc Hoa, từng làm sĩ quan cho quân Việt cũ. Thuộc hạ của ông có mấy tay lính từng đi theo tên Đại Đạo, Đồng Lăng Tôn Điện Anh, từng theo nhiều lần tham gia khai quật lăng mộ lớn, kinh nghiệm rất phong phú. Những điều ông tôi biết được đa phần đều nghe họ kể mà ra. Xưa nay trộm mộ thường phân ra làm 2 loại, là quan trộm và dân trộm. Quan trộm là loại ngang nhiên đốt đuốc, vác gậy đi đào sới, chuyên chọn lăng mộ vua chúa mà ra tay. Sở Bá Vương Hạng Vũ cuối đời Tần có thể coi là ông tổ của dòng trộm quan vậy. Còn như Mô Kim Hiệu Úy thời Tam Quốc, bất quá chỉ là hệ thống hóa lại dòng trộm quan, hình thành nên dây chuyền tác nghiệp mà thôi. Trong dân gian cũng phân ra 2 loại nghiệp dư và chuyên nghiệp. Bọn nghiệp dư thì có thứ gì thì đào thứ nấy, còn dân chuyên nghiệp hơn một chút thì chỉ đi tìm mộ đám vương công quý tộc, mộ nhỏ hơn thì chẳng thèm để mắt. Mấu chốt của việc trộm mộ nằm ở chỗ có tìm được mộ cổ hay không. Đây là một ngành cực kỳ uyên thâm. Trung Quốc đã trải qua mấy ngàn năm thay đổi triều đại, biến hóa thịnh suy, cách xây dựng và chọn vị trí cho lăng mộ đế vương đều không giống nhau. Thời Tần Hán, trên làm sao phỏng theo làm vậy, phần nhiều là mộ hình đấu úp. Đấu úp tức là chỉ hình dạng giống cái ụ đất ấy,
như đem theo cái đấu đông gạo mà lật úp lại đẩy lên trên vậy. Bốn bể thấy rõ góc cạnh, đỉnh trên cùng là một sân vuông nhỏ nhỏ, hơi giống cái kim tự tháp. Chỉ có điều lăng mộ Trung Quốc nhiều hơn một cạnh so với kim tự tháp của nền văn minh thất lạc Maya phát hiện ở Nam Mỹ thì giống nhau đến kinh người. Giữa chúng có quan hệ thế nào chẳng ai đoán ra được. Thời Đường mở núi làm lăng, công trình kỳ vĩ, khí thế hào hùng, điều này cũng liên quan đến quốc lực Đại Đường thời bấy giờ. Lăng vua chúa Đại Đường đâu đâu cũng thắt lên phong thái của đế quốc đệ nhất thiên hạ, duy ngã độc tôn. Quãng thời gian từ Nam Tống đến cuối Minh đầu Thanh, họa đào binh liên tiếp xảy ra. Mấy đợt thiên tai lớn nhất trong lịch sử cổ đại Trung Quốc cũng đều xảy ra dưới thời kỳ này. Sức lượng suy yếu, quy mô lăng tẩm của quý tộc vương công cũng chẳng được xa hoa như trước nữa. Sau đến đời Thanh, thời kỳ Khang Hy, Càn Long ra sức sản xuất và nền kinh tế đất nước được khôi phục mạnh mẽ. Phong cách kiến trúc của các lăng mộ cũng vì thế mà thay đổi, chú trọng hơn đến kiến trúc trên mặt đất, kết hợp với vườn cảnh và tông miếu tế tự, do tiếp thu kinh nghiệm chống trộm của các triều đại trước. Kết cấu của địa cung mộ thật thời Thanh kiên cố vô cùng, là loại khó xây nhất. Nhưng suy cho cùng, bất kể là triều đại nào, hình thức bộ táng hàng ngàn năm nay của Trung Quốc đều dựa vào bố cục ngũ hành phong thủy, diễn dịch từ 64 quẻ một phục hy, đều mong chiếm trọn hình thế của thiên hạ. Tùy muôn hình vạn trạng mà chung một căn nguyên. Xét đến ngọn nguồn thì bất quá cũng chỉ là cầu đến 8 chữ. Trong vòng tạo hóa, trời người một thể mà thôi. Văn hóa mộ táng là nét đặc sắc của nền văn minh Trung Hoa, có ảnh hưởng rất lớn đến các dân tộc thiểu số như Mông Cổ, Hồi Khất, Thổ Phôn, Kim Sĩ, Ô Tôn, Tiên Ti, Sa Dân, Nữ Chân hay Đảng Hang. Cách thức bố cục lăng tẩm của họ đều mô phỏng theo hình thức của Trung Nguyên, nhưng qua bán chỉ là bắt chước được bề ngoài mà thôi. Có thể nói, chỉ cần biết cách xem mạch hướng của núi non sông ngòi trong thiên hạ thì mộ cổ dẫu có chôn giấu sâu hơn nữa cũng dễ dàng tìm được. Cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước chính là rừng nguyên sinh bạt ngàn vô tận. Anh Tử dắt 8 con chó to đi trước dẫn đường, Tuyền Béo kéo theo một con ngựa lùn chở lều bạt và các trang bị khác. Tôi xách súng săn đi phía sau. Ba người tiến vào trong dãy núi cao non thẳm của vùng biên giới Trung Mông. Tuyền Béo vừa đi vừa hỏi anh Tử ở phía trước: cô em này, người rừng ở dã Nhân Câu rốt cuộc là thế nào vậy? Người rừng nó ra làm sao, cô em thấy bao giờ chưa? Anh Tử quay lại đáp: em cũng không biết người rừng là thế nào. Nghe ba em nói mấy năm lại đây rất nhiều người thấy nó, nhưng chẳng có ai bắt sống được cả. Chết cũng chẳng thấy xác đâu. Người thấy rồi cũng chẳng nói rõ được rốt cuộc hình dạng nó thế nào. Tôi ở phía sau cười nói: tiền sư Tuyển Béo, rốt nữa là rốt. Nghe cái tên là phải biết ngay chứ. Người rừng tức là người sinh ra trong rừng chứ còn gì. Từ nay phải học hành cho cẩn thận nghe chưa. Mà có biết người sinh ra trong rừng là sao không? Tức là có thể từ trong đất mọc ra, cũng có thể từ trên cây đơm xuống. Thế nào cũng không phải do người tạo ra.